Facebook tung ra một ứng dụng Messenger Rooms cạnh tranh với ứng dụng Zoom. Trong bối cảnh dịch vụ họp qua mạng mang tên là Zoom của Trung Quốc đang gặp rắc rối vì tính bảo mật, thì Facebook đã tung ra một chương trình Messenger Room để cạnh tranh với dịch vụ này. Chương trình hội nghị online của Facebook có thể kết nối tối đa là 50 người trong cùng một lúc. Lợi thế của Messenger Room là sử dụng chương mục Facebook để vào và người sử dụng dễ dàng kết nối với bạn bè theo danh sách có sẵn. Số lượng người trong mỗi cuộc gọi bằng Messenger Room chỉ bằng một nửa của Zoom, nhưng không giới hạn thời gian gọi. Trong khi đó thì mỗi cuộc gọi trên Zoom là 40 phút và phải trả thêm phí nếu muốn nhiều hơn. Để tạo một cuộc họp online, người dùng chỉ cần gửi lời mời với người có tài khoản Facebook hoặc là gửi đường dẫn cho những người không có tài khoản. Sắp tới thì tính năng kết nối người sử dụng từ WhatsApp hoặc là Instagram Direct cũng sẽ được Facebook thêm vào Messenger Room so với các dịch vụ khác được thiết kế để sử dụng họp chuyên nghiệp. Room đã hướng tới người sử dụng phổ thông. Trang blog của Facebook viết rằng khi một người nhận được lời mời vào phòng họp, họ có thể tham gia từ điện thoại hoặc là máy điện toán mà không cần phải tải xuống bất cứ thứ gì. Mạng xã hội lớn nhất trên thế giới cũng tự tin về quyền riêng tư trên Room. Theo Facebook, khi tham gia cùng với phòng họp với một người không có trong danh sách bạn bè, người sử dụng cũng không cần phải lo lắng vì người lạ không thể xem được các nội dung chỉ dành cho bạn bè trên trang cá nhân. Facebook cũng hứa hẹn là các cuộc gọi điện thoại, hình ảnh trên Room sẽ không được dùng cho mục tiêu quảng cáo. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến cho các chương trình ít được biết đến như là Microsoft Teams, Google Meet, Zoom hoặc là House Party có lượng người sử dụng tăng đột biến. Ví dụ như Zoom từng có không quá 10 triệu người dùng mỗi một ngày trong tháng 12 năm 2019, nhưng nay lại tăng lên tới 300 triệu lượt xài. House Party cũng có hơn 50 triệu lượt người ghi danh mới chỉ trong một tháng mà thôi.